Rồi ha, chào bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em về cái email marketing. Thì tại sao mình lại nói là email marketing ha? Thì nói chung là để kiếm được khách hàng thì nó gọi là marketing. Ok, thì các bạn sẽ vào một cái trang web nó kiểu kiểu như thế này. Đó, dashboard analytics. Rồi các bạn đăng ký ha. Để mình ra một cái. Rồi ha, thì khi mà các bạn vào một cái trang web như này này, sau đó thì các bạn sẽ đăng ký, rồi các bạn tạo ra đăng ký bằng email chẳng hạn, nó rất là nhanh thôi. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể tự tự làm ha, hoặc cần đăng ký này. Các bạn nhấp vào đăng ký đi, là register, ok. Thì các bạn nhấp vào đăng ký good này với email thì các bạn email thôi ha, thế là xong. Theo các bạn sinh in thế là xong ha. Thì khi vào thì các bạn sẽ vào với một cái giao diện nó như thế này. Rồi ok, thì khi mà các bạn giao diện này thì các bạn tạo ra một cái template thôi. Rồi ví dụ như ở đây là một cái dự án Thanh Long Bay mình làm cho một cái bạn kia. Thực ra thì mình cũng không có muốn làm mấy cái này lắm, bởi vì nó mất thời gian lắm, mà lấy nhiều tiền thì nó lại không đỡ, mà lấy ít thì lại không được. Nên thôi ok, thì mình cứ chia sẻ theo cái ý của mình đi ha. Rồi đây là một cái mà mình đã làm sẵn rồi, thì anh em cũng có thể là xem ha. Ok, mình sẽ show ở trên email này, nó khi mà mình làm xong và nó gửi về email thì nó sẽ như thế nào ha. Đây thì nó sẽ như thế này đây, nó khá là gọn gàng, nó khá là đẹp, nó khá là cô đọng, và nó hiển thị ở trên cái gì ta, trên điện thoại á, rất là ok. Thì để mà làm được nó thì nó giống như WordPress á. Nếu mà anh em nào mà làm nhiều bằng WordPress rồi á thì sẽ rất là dễ dàng đi làm này, kéo thả thôi, nó rất là nhanh. Nhưng quan trọng nhất là các bạn cần phải làm một cái nó thiên về cái gì ạ, nó thiên về theo thứ tự một chút. Khi mà các bạn vào thì các bạn giới thiệu dự án này như nào đó thì các bạn cần phải làm cho nó gọn gàng từng phần từng phần từng phần từng phần một ha. Thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn đối với khách hàng. Ok rồi, thì để làm như nào thì mình sẽ chia sẻ bắt đầu như này nhá. Rồi các bạn new cam template, các bạn new một cái template đi, các bạn vào template này các bạn new một cái template đi. Rồi các bạn đặt tên là ví dụ như Thanh Long đi thôi, mình dạo này mình hay chạy Aqua thì mình cứ nói là Aqua PT đi, Aqua PT ha. Rồi email ok. Rồi sau khi mà các bạn làm thì nó sẽ ra như thế này đây. Rồi thì các bạn sẽ chọn đây, kéo thả đây, các bạn thấy này, ví dụ như một cái giao diện như thế này, một cái round như thế này, thì các bạn tùy các bạn chọn hai nhánh hay là một nhánh này, đó một cái này hay là hai cái. Thì thường thì mới đầu vào thì các bạn nên chọn một cái thôi. Rồi khi mà các bạn chọn cái thì các bạn up cái logo lên ha. Ô đây thì các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn một cái này thì các bạn chọn email, kéo thả nó vô, rồi nhấp vô, upload hình ảnh lên. Rồi mình sẽ chọn một cái logo nào đó đi. Quảng Bình, Quảng Ngãi gì đây trời. Logo. Thôi mình sẽ làm về một cái dự án khác đi, ví dụ Quảng Bình này đi. Ở đây thì mình có nhiều dự án thì mình sẽ không có lấy theo ấy nữa ha. Trời ơi. Rồi thì các bạn đi kiếm hình, đi kiếm logo nó ha, kích thước lớn. Màu thì thường thì các bạn nên chọn màu trong suốt ha. Rồi đây lấy đại cái này đi, rồi các bạn tải xuống. Rồi desktop mình này đi. Rồi. Rồi các bạn upload lên, upload đây này. Ok. Desktop. Rồi các bạn upload lên. Rồi, ok, thế là chúng ta đã có một cái khá là xịn sò đấy rồi. Thế thì khi mà vào đây thì cái hình này nó có vẻ nó rộng đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể cho nó nhỏ đi xuống một xíu cũng được. Ủa? Cái hình này.
nó có cho nhỏ mà sao nó đâu rồi trời. Thôi cứ kệ vậy trước đi đã, rồi mình đúp lưu kết lên, mình đúp lưu kết lên ha, mình nhấp vào đây mình đúp lưu kết lên này thì nó sẽ nhân ra một cái bảng như này. Thì khi mà cái bảng này thì các bạn cần cho gì vậy? Thì các bạn xóa, trước tiên thì các bạn xóa cái này đi, thế xong các bạn cho vào một cái nội dung ha, rồi thì các bạn còn tên các bạn cho tách tách rồi đấy. Rồi sau khi mà các bạn cho tách rồi thì các bạn chỗ này các bạn nên cho gì vậy? Ở cái chỗ này mình làm đẹp đẹp lên một tí đã ha. Thì mình cho vào một cái content background đi. À qua này thì nhìn cho nó sáng lên ha. Nhìn nó sáng lên. Đó, ok. Rồi thì các bạn nhấp vào đây. Các bạn cho cái phần này nó sáng lên một xíu đi. Đó, rồi thì tới đây thì các bạn sẽ cho nó thèn thơ. Cái này nó dễ lắm. Rồi. Màu thì màu trắng ha. Cảm ơn đi bạn đã quan tâm. Dự án làm qua cái gì đi. Rồi ok, rồi các bạn lại đúp lưu kết lên. Được chưa? Các bạn lại đúp lưu kết lên. Bây giờ mình không biết mình lấy dự án được phát triển bởi tập đoàn Nova Land. Đó. Ok. Ok, thì cái này thì cho khoảng 18 thôi, được. Đó, nhìn nó như vậy là được rồi. Ok, thì sau khi mà xong cái phần này thì chúng ta lại đúp lưu kết lên. Nó dễ lắm các bạn ơi. Các bạn cứ chỉ này thôi là được rồi. Đó. Thì lúc này bắt đầu chúng ta sẽ đi đi giới thiệu dự án ha. Thì đầu tiên mà để mà giới thiệu được dự án thì các bạn cần phải có hai cái này các bạn. Đây mình lót lại đã. Rồi mình xóa cái này đi trước đã. Rồi ok thì mình sẽ nhấp vào đây thì mình sẽ thêm hai cái. Như thế này, được chưa? Rồi thì hai cái như thế này thì nó sẽ chúng ta sẽ cần cái gì ở đây đây? Chúng ta sẽ gọi là tag ha. Chúng ta sẽ cho tag vô. Chúng ta đi sẽ đi giới thiệu thông tin dự án ha. Đó. Rồi, ok thì ví dụ như là dự án này. Tên dự án đi. Tên dự án. Đó. Ví dụ như Aquacity. Kitty. Đó được chưa? Thế xong tới đây rồi thì các bạn sẽ phải làm gì với nó? Thì nếu mà như này thì các bạn nhìn nó sẽ bị chìm đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cho nó cái solid ha. Là 1% đấy, các bạn nhấp vào đây, nhấp vào tổng cái rao nhá. Đấy xong rồi các bạn xem cái room thứ hai này, room thứ nhất là solid tổng 100% đúng không này. Đó thì các bạn sau cái option này ra đó thì các bạn cũng lại cho solid là đầu tiên này là solid 1%, rồi các bạn sau cái option này ra thì các bạn bỏ đi cái led bên trái, bởi vì nếu cái led bên trái này nếu mà các bạn cho thêm thì cái chỗ này nó là hai cái solid với nhau thì nó sẽ bị dày lên, thì chỗ này sẽ là 2 pixel ha, thì các bạn sẽ chỉ cho một cái thôi. Rồi đó, rồi nó hiện lên đó, chúng ta bỏ nó thành công. Ok, thế là xong, chúng ta sẽ có một cái như này đây. Trời ơi đó, ok. Ok quá. Rồi, đó. Thế xong rồi chúng ta lại đúp lên kết đây. Đúp. Rồi các bạn tự thay ha. Tên dự án rồi là chủ đầu tư đó. Rồi. Đó, Novaland đi. Rồi ha. Đấy, rồi cái này thì giống như cuộc thôi thì các bạn tùy chỉnh nó ha. Rồi đó. Thì tới đây rồi thì tiếp theo thì chúng ta lại, nếu mà chúng ta muốn nữa đúng không thì chúng ta lại đúp lưu kết đây. Đấy, thế xong rồi chúng ta lại sửa lại. Tới đây rồi thì chúng ta sửa lại cái màu đi. Màu background color đi. Thì chúng ta sẽ cho một cái màu nâu nâu hay là một cái màu vàng vàng xanh xanh gì đó tùy. Cái này thì nó lại đi theo tùy từng màu các bạn thôi. Đó thì cái chỗ này chúng ta lại delete đi.
ta delete đi. Rồi. Mệt quá. Đúp lưu kết một cái thì rồi chúng ta kéo nó xuống. Đó, rồi. Thì tới đây thì chúng ta lại delete cái này đi. Rồi chúng ta sẽ show thêm ha. À, chỗ này chúng ta sẽ cho một cái gì? Cho một cái hình dự án vào đây đi. Đó. Thì chúng ta sẽ kiếm một cái hình. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào đây, chúng ta kéo cái email vào đây, rồi chúng ta kiếm cái hình ha. Rồi upload cái hình lên. Ví dụ như cái hình này đi chẳng hạn. Rồi ok, đó. Chúng ta nhấp lên. À, chúng lại nhấp sang bên này, chúng ta upload hình lên. Mình lấy giả dụ thôi ha, để cho nó nhanh mà, chứ mà mình làm thì nó sẽ không. Chứ mình làm thật ra cái này mình sẽ làm nó mất khoảng nửa ngày trời thì mới xong được một cái đấy, chứ không có đơn giản đâu. Rồi ok, thì tới đây rồi thì chúng ta lại đi theo một cái bước nữa là làm tới đâu thì các bạn solid tới đấy ha, để cho nó nhanh ấy. Đấy. Nhấp vào đây solid, column thứ hai cũng lại như bên kia ha. Các bạn solid lên xong rồi các bạn up đây. Các bạn bỏ này đi. Rồi. Ok. Xong rồi. Rồi cái chỗ này nhìn có vẻ nó hơi chối đúng không? Chúng ta cho nó màu trắng hẳn đi. Đó. Thì phần nào nó ra phần đấy cho nó dễ. Được chưa? Ok. Rồi thì tiếp tục tới đây thì các bạn sẽ lại sao ta? Kéo ra một cái column nữa đi. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấp vào đây này, xong rồi thêm một cái column add round nữa này. Add round vào đây. Các bạn. Rồi. Ôi giời ơi. Nhìn đây. Rồi các bạn add round vào. À, tao mình cho một cái email thôi, ok. Đó, thì các bạn cái này thì mình cho vị trí đi, ví dụ đi kiếm một cái vị trí nào. Vị trí đâu? Vị trí ví dụ như cho này đi, vị trí đi. Này hơi chuối tí, ví dụ mình cho vị trí qua cái đi. Rồi, đó thì các bạn cố gắng kiếm cái kích thước lớn thôi. Rồi, đó. Nó khá là dễ dàng. Đó, cái này đẹp này, đó thì các bạn lưu về. Lưu về, các bạn lưu về đây, ok. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong tới đây, rồi các bạn sẽ đỡ cái này đi. Cho một cái email cho, ok. Rồi các bạn nhấp vào đây. Khá là dễ. Nhưng mà cái này nó vẫn chưa xong đâu, chúng ta sẽ kéo lên một xíu nữa ha. Rồi đấy, được chưa ạ? Thấy nó khá là đẹp ha. Rồi thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại border lên, border solid hay là ấy lên để cho nó, lý do là để cho nó đỡ bị trống, nhìn trông nó đỡ bị nó đỡ phần nào ra phần đó, ý là như vậy, để cho nó đỡ bị nhìn trông nó đỡ bị chối. Như này thì chúng ta lại chọn trắng đi, ok. Đó thì phần nào ra phần đấy ha. Rồi ok. Này nhìn là xấu. Ok, đó thì nó tùy chỉnh ở đây, các bạn thích như nào thì nó sẽ cho lên. Rồi thì nó có đó là những cái mà các bạn có thể tùy biến lên ha, thì mình sẽ không làm hết được nó, để cho video này nó sẽ ngắn lại. Rồi còn thêm một cái lưu ý nữa, khi mà các bạn làm xong tới đây rồi á thì nó còn một cái lưu ý, nó là như sau này. À, từng phần như thế này đúng không ạ? Nào, khi mà các bạn đưa về một cái mobi thứ là màn hình desktop thì nó sẽ hiển thị như thế nào, ví dụ tên dự án này Aquacity đúng không, thì nó sẽ không có cùng nhau, thì khi này thì các bạn sẽ phải chọn ra riêng cho nó một cái màu khác nhau, ví dụ màu content này đó, thì các bạn cho màu này đi, được chưa? Rồi tới đây thì các bạn cho một cái màu khác để cho khách hàng nó hiểu rằng là đây là một khối, được chưa? Rồi mình làm luôn cho nhanh ạ, mình không giải thích nữa. Đó thì mình xuống đây mình sẽ background color đó, được chưa? Thì các bạn hiểu không ạ? Để cho nó một khối với nhau,
chưa? Thì khách hàng nó sẽ hiểu hơn chủ tư ở đấy, Novaland rồi này kia. Hoặc là tùy, nếu như các bạn không thích cái kiểu kiểu này thì các bạn có thể như này ha. Các bạn kéo xuống dưới thì trời. Đấy thì trời. Nhấp vào đây ha, thì nó sẽ đấy, nó sẽ show ra hai cột như này. Được chưa? Vị chủ đầu tư Novaland thì cái chỗ này nó cột nó sao ạ? Nó ngắn quá thì nó vừa đủ thì các bạn như này. Nhưng mà có những chỗ thì ví dụ như cái chỗ này dự án nào qua cái đi mà các bạn nói rất là nhiều ở đây, ví dụ như nói ai da, ví dụ như mình muốn nói là cái thông tin của nó các bạn đều để nhiều ký tự chẳng hạn, viết viết nhiều quá thì ví dụ như ở đây ví dụ như là đấy, như là tiện ích đi chẳng hạn, chỗ này ví dụ như là tiện ích đi đấy. Từ từ nó hơi bị lỗi rồi đấy. Các bạn cần phải khi mà các bạn làm nhá thì các bạn nên nên mở cho mình một cái tab gọi là tab folder ha. Thì cái này là cái tip thôi để nó đỡ bị tránh. Đấy thì các bạn paste ra đây ha. Rồi các bạn copy lại, các bạn phải paste ra đây xong các bạn mới copy lại ha. Hoặc là các bạn cắt luôn lại. Cái lý do tại sao này, bởi vì nó sẽ chứa những cái mã code này kia nọ thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái nội dung bên trong của mình. Rồi ví dụ như tiện ích thì đó. Đó thì nó sẽ rất là dài như này thì nó không thể nào nó hiển thị, nó không thể nào nó hiển thị hết được như này, đúng không? Cái thì dài, cái ngắn như này thì nó sẽ không hiển thị hết. Thế nên là bắt buộc chỗ này chúng ta cần phải là bỏ cái thằng này đi và thằng trên cái phương diện rằng là mobile thì nó sẽ hiển thị như vậy. Được chưa? Mobile là nó sẽ phải bắt buộc phải hiển thị như vậy này. Hoặc là cái chỗ này chẳng hạn thì trên phương diện mobile thì mình sẽ là cho nó center. Được chưa? Để làm sao để cho nó khác đi. Đó, center xong rồi chỗ này đó thì cái chỗ này đúng không? Nó đang solid solid như này. Đây, ví dụ như solid ở cái column 1 này. Đó, chúng ta làm sao ạ? Chúng ta mở giao diện lên thì bottom chúng ta bỏ đi. Được chưa? Chúng ta bỏ đi. Rồi, sang cái column thứ hai, chúng ta top chúng ta bỏ đi. Thì như này thì nó sẽ thành một khối ha. Thì các bạn ngầm hiểu được nó sẽ thành một khối. Thì cái này là cái tip nhỏ thôi, nếu như các bạn không nghe thì các bạn sẽ làm nó rất là xấu ha. Nên tốt nhất là nghe đi. Bởi vì mình chia sẻ rất là thật. Cái này thì nó sẽ tốt cho các bạn thôi. Rồi cái led này mình cộng lên để cho cái đường viền bên trái này nó có ha. Đó thì các bạn thấy này, rất là đẹp. Nhìn chưa? Hoặc là tiện ích, các bạn cũng có thể cho nó nổi nổi lên. Đấy. Bù lên. Tiện ích đây. Được chưa? Đó, ok. Thì cái này thì mình chia sẻ những cái mẹo thôi để các bạn có thể tự đó các bạn phát triển lên được. Chứ còn một cái dự án thì tùy các bạn muốn chào khách hàng nó như thế nào hay là muốn hiển thị nó ra làm sao thì mình không thể nào mình làm hết được. Thì cái này thì mình chỉ chia sẻ để cho các bạn biết thôi. Đấy, để nhìn nó khá là đẹp ha. Thì đây trên phương diện mobile thì khi mà các bạn gửi mobile nó sẽ như thế này. Đó, hoặc là trong cái hình này đúng không ạ? Trong cái hình này nhá, chỗ này nhá thì vừa nãy nó ở trên giao diện mobile. Đây này, giao diện desktop này. Giao diện desktop thì nó như thế này ha. Đúng không ạ? Giao diện desktop thì nó như thế này. Rồi, trên phương diện desktop thì cái chỗ này nó lại bị lỗi này, thấy không? Trên phương diện desktop thì nó như thế này, nó bị lỗi. Thì mình sẽ cần phải sửa lại nó một xíu. Solid head. Trên phương diện desktop thì như này nó sẽ bị lỗi đúng không? Thì chúng ta cần phải nói làm sao cho nó dài ra để cái này nó sổ xuống tiện ích dự án aqua tí. Đó thì nó sẽ sâu ra như này thì nó sẽ đẹp ha. Được chưa? Rồi thì nó sang cái mobi thì nó vẫn đẹp thôi, nhưng mà desktop thì nó vẫn đẹp như nhau. Aqua tí Đồng Nai đi. Đó. Ok. Rồi thì tiếp tục mình muốn nói tiếp cái chỗ này ha, thì ở trên cái phương diện desktop thì nó hiển thị hai hình như này thì nó khá là đẹp đúng không? Nhưng mà sang mobi thì nó tùy các bạn nhá, các bạn muốn nó hiển thị nó sao ạ? Hiển thị nó mỗi chỗ một hình như này thì tùy. Đúng không ạ? Thì các bạn để im, hoặc là các bạn cũng có thể là cho nó về một cái giao diện như vừa nãy mình nói là giao diện như này. Thì tùy các bạn. Tùy thôi nhá. Cái này là tùy thích để nào để ạ. Nhưng nếu mà các bạn cho về nếu mà các bạn cho về cái giao diện desktop thì ok rồi, nhưng mà
trên cái Mobi mà các bạn vẫn cho về cái giao diện mà hai hình ảnh như này có được không? Được. Nhưng nếu mà các bạn, nếu mà các bạn mà cho về mỗi chỗ một hình như này để cho nó nhìn cho nó rộng á, thì các bạn phải để ý cái chỗ này này, cái chỗ này nó chưa có cái đường border này, thì các bạn cần phải để lại, các bạn cần phải kiểm tra cái border của nó ha. Rồi ok, thì chúng ta lại phải kiểm tra cái border, cái column thứ hai là cái thằng này, column thứ một là thằng này này, các bạn để ý này ha. Thì column thứ hai cái solid led này các bạn phải mở lên, được chưa? Rồi thì cái solid led này các bạn phải mở lên, và cái thằng column thứ hai này các bạn phải mở lên, thì cái solid bottom này các bạn cho nó xuống không, thì cái chỗ này này, cái chỗ này nó cái đường viền nó sẽ mảnh lại, các bạn để ý không này, nó sẽ dày lên, bởi vì nó là hai cái solid mà, hai solid, thằng này cũng solid tất cả, thì nó sẽ bị dày lên, nhìn nó rất là xấu ha. Các bạn giảm xuống một cái, thì đây là kỹ năng trong thiết kế ha. Có thể là các bạn không tin đâu, nhưng mà tốt nhất là nên tin. Rồi ok, rồi nhìn nó khá là ổn rồi đó. Xong rồi các bạn sao ta rồi, các bạn cho về cái chế độ bình thường đi, rồi các bạn lại thêm gì ạ, rồi lại thêm add rounds ha, thì các bạn lại thêm, ví dụ như thêm text đi chẳng hạn đấy, thêm text thì chỗ này cho nó màu nhìn cho nó đẹp đẹp coi, rồi các bạn cho màu này đi, được chưa? Rồi thì chỗ này các bạn lại cho nó center, cái này nó rất là dễ thôi ha. Sao ta? Ví dụ như chỗ này các bạn cái footer, cái cuối trang thì các bạn có thể chào mọi thông tin. Đấy, ví dụ như mọi thông tin. Viết hoa lên cho nó mọi thông tin. Xin liên hệ phòng kinh doanh đi. Nova Land. Được chưa? Phòng kinh doanh Novaland thì tùy, không biết là cái như này có để nên để này không, hay là cho bull lên xíu đi. Đó thì chữ lại phải là chữ trắng đúng không ạ? Ok, chữ trắng đâu, chữ hả? Chữ thì các bạn cũng có thể chọn ngoài này này, background, chữ đâu. Chữ các bạn có thể chọn là color này. À, các bạn cho màu trắng lên thì nó sẽ trắng ha. Rồi các bạn thêm gì đây, ví dụ như phòng kinh doanh Novaland. Rồi các bạn xuống dòng đi, các bạn nên gì, phone mình viết số mình ha, 0937594628. Ok đó, các bạn tùy các bạn trình bày thôi. Rồi ha, thì khi mà các bạn làm tới đây rồi á, thì nó có một cái nghiệt ngã là như thế này. Các bạn muốn khách hàng nó click vô cái chỗ phone này này, thì là nó sẽ liên hệ với các bạn ngay ha. Thì nó sẽ show ra một cái số điện thoại ở trên cái phone điện thoại của các bạn á. Thì các bạn phải ghi theo ha. Theo 2 chấm 0937594628 ha. 628, đó. Thì nó sẽ ra các bạn ha. Ok, nó sẽ chuyển màu này, kệ nó. Ok rồi, các bạn xuống dòng, các bạn thêm gì, email phan đăng hiếu.online gmail.com. ok đó, vậy là xong rồi, chúng ta đã có một cái email rất là xịn sò. Cũng như là cá nhân mình đánh giá là nó ổn rồi. Rồi padding ha. Padding thì các bạn lại sâu ra. Thì tại sao padding? Chúng ta cần phải padding này, ví dụ như đó. Mời lên để cho nó rộng ha. Đấy. Nhìn cho nó thưa, cho nó rộng ra, cho nó thoải mái ha. Rồi, ví dụ như các bạn thêm nữa đúng không ạ? Các bạn cũng có thể là thêm nữa, thì các bạn thêm với cái nội dung gì ạ? Các bạn thêm như sau, ví dụ như nội dung ở đây thì các bạn add vào đúng không? Add vào một column này. Ui dồi. Rồi một column các bạn thêm gì, thêm text cho ha. Thì các bạn cũng có thể là ghi enter
ghi gì nhỉ, email mail đã được chủ đầu tư kiểm duyệt, kiểm duyệt hay là xác minh, được chủ đầu tư xác minh này. Thông tin chính xác viết ra ta xác như này đúng không? Ok, đó thì tùy cái này các bạn cũng có thể là đi theo ha. Background color thì các bạn cho màu nào được, cho màu này được không, nhưng mà chỗ này không hợp lý rồi, tắt đi, chúng ta cho ra cả cái màu này này, màu background content này, background color luôn này. Được chưa? Rồi ok, chúng ta cho cái màu đây, cho màu nó đẹp ha. Đó, vậy là xong, chúng ta đã xong một cái email đúng không ạ? Thì cái này là cái những cái lưu ý của mình dành cho các bạn, như là các bạn nên đi theo cái hướng này của mình thì trong tương lai ấy, các bạn ạ. Thường ai cũng bảo là chúng ta sẽ cố gắng hết sức chúng ta làm, nhưng mà thường thì các bạn hiểu những cái người thành công, người ta rất là quý những cái thời gian của họ ha. Thì trong cái những thời gian mà các bạn ngồi văn phòng thì vừa gọi điện cell phone chăm sóc khách hàng ấy, thì chúng ta vừa có thể là spam email khách hàng. Ok, thì sau khi tới đây xong thì các bạn sẽ có được một cái email như này, thì các bạn sell lại ha, các bạn sell lại tài khoản mới rồi thì các bạn sell lại, rồi các bạn gửi vào cái tài khoản của mình ha, rồi gửi lại. Các bạn đăng ký tài khoản nào thì các bạn gửi tài khoản đó. Ok, thì sau khi các bạn gửi xong thì chúng ta sẽ nhận được thì sau đó thì chúng ta sẽ spam được email. Thì như thế nào, spam thì spam ra làm sao, thì ok thì mình sẽ giới thiệu nốt ha. Giới thiệu như nào đây. Ok, thì các bạn sẽ như sau, các bạn sẽ làm như này này, vào một cái email đây, fan hiểu rồi, đây thì mình sẽ vào một cái email mình ha, thì mình sẽ có một email như này đây. Đợi mình tí, mình kiếm lại cái email đó coi. Đó, đây chẳng hạn. Đó thì nó sẽ như thế này đây. Một cái email của chúng ta nó sẽ được như này, và nó sẽ gửi về email của chúng ta nó như thế này. Thì chúng ta sẽ phải làm gì với nó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm gì với nó thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển tiếp ha. Chuyển tiếp xong rồi các bạn sẽ tới chỉnh sửa chủ đề ha. Thì các bạn bỏ cái từ này, forward này đúng không? Đấy, thì các bạn xóa lại đi. Thế là xong ha. Rồi các bạn gửi lại, ví dụ như Phan Đăng Hiếu đi. .online. Ok. Thì các bạn gửi, thế là xong. Được ạ. Thì cái này nó rất là nhanh, nó chỉ mất khoảng 10 giây thôi là các bạn xong rồi. Thì trong cái này thì mình sẽ tư vấn và mình khuyên các bạn ha, thì các bạn không nên đi mua tool phần mềm spam email ha. Cái này các bạn không nên mua đâu, bởi vì nó có rất là nhiều cái này và mình đã thử hết rồi. Nói chung là mới đầu thì nó cảm giác là nó cái bọn hỗ trợ, nó hỗ trợ cái thì gửi được tới nơi tới chốn lắm. Thế nhưng mà khi mà các bạn tự nhiên các bạn làm thì nó sẽ không có được. Thì cái này thì mình khuyên các bạn không nên đi theo cái hướng này ha, bởi vì nó sẽ rất là tốn kém. Thay vì đó thì mỗi ngày các bạn chỉ cần gửi được 20 tới 30 cái email là được rồi. Các bạn đừng có nên spam này ha, thì nó sẽ rất là tốn kém. Thì cái này thì mình không khuyên các bạn đi theo, bởi vì khi mà các bạn đi spam như này á thì thằng Google nó sẽ biết được rằng là bạn đã và đang spam email, nó biết được hết đó các bạn ơi. Nên là nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ khóa lại cái email của bạn lại, thì nó sẽ không có hay. Thì tốt nhất là các bạn cứ đi ví dụ như này này, như vừa nãy mình nói đó, là các bạn chuyển tiếp này, các bạn chuyển tiếp thì các bạn nhanh lắm các bạn ơi. Này, chỉnh sửa chủ đề xong là copy cái email của khách hàng vào nè, này dễ bỏ mẻ được, xong làm trời có gì đâu, mất có 10 giây à, thế là các bạn xong rồi. Mình dám khẳng định khi mà các bạn làm này, các bạn vừa làm này các bạn vừa sell phone được luôn, bởi vì khách hàng hỏi đâu đúng không, mẹ kéo xuống đây xem lại thông tin khách hàng nào, khách hàng hỏi đến đâu cái không nhớ đúng không, kéo ta lên tới đây xem thông tin khách hàng luôn, thì người ta gọi là tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian đúng không ạ. Các bạn một thời gian các bạn còn có thể làm được 2 việc tới 3 việc đúng không ạ. Thì đó, thì cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là
các bạn nói chung là tốt hơn, nói chung là vậy. Còn mình cũng không biết phải chia sẻ như thế nào nữa. Đây thì các bạn như này thế là xong rồi, ok đúng không? Thì gửi đã xong, không mất gì đâu nè. Thì đó là một trong những cách kiếm khách hàng với những bạn nào mà nhân viên mới chẳng hạn, mới vô mà không có không có tiền chạy quảng cáo, thì đây là một trong những kênh rất là hay để cho các bạn kiếm khách hàng ha. Đó, như điện thoại mình đã nhận được tin nhắn này, được chưa? Đó thì cái này thì mình hỗ trợ các bạn thôi, được chưa? Ok, thì các bạn có thể thấy được rằng là nghề nào thì cũng kiếm được tiền thôi. Ví dụ như cá nhân mình thế, mình kiếm được tiền hết nè. Thì ví dụ như mình làm cho bạn này này, đấy, spam email đấy nè, spam email này, thì mình cũng kiếm được tiền thôi. Thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là lĩnh vực nào cũng thế, đều có khả năng kiếm được tiền hết. Thì chẳng qua là mình chia sẻ với các bạn để các bạn đỡ phải thuê, đỡ phải 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 phải, phải. Thứ nhất là các bạn vừa biết được cái kênh đó, cái thứ hai nữa là các bạn có thể là tự các bạn làm được, kể cả là các bạn gái, kể cả các bạn trai ha. Thì cái này thì mình nói hơi thừa tí, nhưng mà các bạn rồi, cảm ơn các bạn ha.